Hi, xin chào tất cả bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình BGB Gaming. Hôm nay mình lại chơi game Mark. Và mình đang trong một cái seat. Đây, cái seat mình đang chơi đây nó là cái seat trừ 613366887. Đây là một cái seat khá hay. Và các bạn có thể vào cái seat này của mình để có thể tìm được cái các bạn có thể vào đây để tìm được những cái công cụ mà các bạn cảm thấy cần thiết nha. Đây, mình sẽ ấn vào cái seat seat này. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể tìm được cái gỗ đó là gỗ Warpwood. Thật là dễ dàng khi mà chúng ta xuất hiện trong game này. Thì đầu tiên mình sẽ thoát ra khỏi game. Mình sẽ ấn vào Host Lobby. Và trong phần Normal, chọn Normal Easy cũng được. Survivor, các bạn ấn vào cái sheet này cho mình. Đó là cái sheet trừ 6, 1, 3, 3. Đây là cái sheet mình cảm thấy nó khá hay. 887. Ok, xong rồi, các bạn ấn vào Start. Thì ngay khi mà các bạn respawn ở trong cái game map này, trong cái map này ấy, thì nó sẽ xuất hiện tại một cái vùng đấy. Đây. Nó sẽ xuất hiện ở một cái vùng này. Và các bạn sẽ có một cái ngôi nhà đây. Có rất nhiều Fergus. Đây là một cái seed mà các bạn có thể xuất hiện ở đây mà có rất nhiều Fergus ở đây nha. Mình có thể chạy đến cái ngôi nhà này. Ấn phím M nào. Ok. Kiểm tra cái sheet này này nha. Sheet trừ 198018580. Thế mà vậy là mình đã ấn nhầm sheet mà chúng ta đã tìm ra một cái sheet mới ở trong cái map sáng tạo này. Có sheet này thì vừa vào cái mình đã tìm thấy một cái ngôi nhà này, cũng tìm thấy một ngôi làng. Đấy, trong đây thì mình cũng tìm thấy khá là nhiều đồ. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái xin này nó khá là thú vị. Tiếp theo thì ở trên đây có cái ngôi làng ở trên đây này. Cả dưới cả trên. Còn đây là đống chest này. Ở trên này vẫn có cả ngôi làng. Đây. Có quặng sắt nha. Có vàng nha. Rất thú vị. Rất là nhiều đồ. Thì chúng ta đã tìm được ngay hai cái rìu đây. Chỗ này còn hai cái hòm nữa này. Ok, cái map này thì nó Smith nữa hả? Smith, tìm được ông Smith này nữa này, Smith Trader. Có Smith Trader chưa ta? Ok. Thì cái clip này mình đang hướng dẫn các bạn là để tìm được cái map đó là map mình sẽ ghi là trừ 6 1 3 3 6 6 8 8 7. Ok, ấn start. Đó, đây mới là cái map mình muốn giới thiệu các bạn. Khi chúng ta vừa respawn ở đây sẽ gặp một cái rất nhiều cái gỗ Warpwood ở đây. Nên các bạn có thể dùng cái gỗ này. Đây, gỗ Warpwood đây. Đấy, đây là cái cây gỗ Warpwood mà các bạn có thể tìm thấy trong cái khu rừng này. Rất nhiều gỗ Warpwood. Đây, vừa respawn cái là gặp nhiều gỗ Warpwood luôn. À, cái gỗ này có thể tạo lợi thế cho chúng ta. Đấy, gỗ Warpwood đây. Và các bạn xem clip thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ BGB Gaming nha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.